Trời, cái mùi vàng mà cắt lại răng này vậy? Để lại chọc thêm xem. Chúng qua chúng. Dạ chưa. Đang xông hơi lắm, rút cho gì là gì. Còn lông mà có nên xỉu lại được không? Dạ được chứ. Nhạt quá rồi. Chung cho bỏ vô bao sách về kiếm cho cái đàn dưới với chị Sa đi kiếm.